Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học của Tướng Online sẽ gửi tới các bạn trận cờ đỉnh cao đánh trong khuôn khổ của vòng thiêu thứ tư giải cờ tướng Nam Bắc đối kháng năm 2022. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Uông Dương và người cầm bên đen là xuyên tục thủ hiệp Trịnh Huy Đồng. Xin kính mời các bạn cùng đón xem.吃 吃 吃
将军。将军。吃。吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃。吃。và tiếp theo sau phần cờ cho mã 3-4 đến từ bên đen của danh thủ Trịnh Duy Đồng, thì trong bối cảnh đó Uông Dương cờ bên tiên, anh đã buông cờ xin thua cho bên cờ tàn trên. Khi các bạn thấy ngay sức tấn công đến từ bên đen đang tỏ ra vượt trội với mã và hai đầu binh trong bối cảnh mà bên đỏ bị khuyết mất đối tượng. Như vậy, kênh học của Tú Online vừa gửi tới các bạn ván đấu trên một trận cờ thi triển rất hay, đỉnh cao của danh thủ Trịnh Duy Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.